Chào tất cả quý vị và các bạn, video này em sẽ cập nhật về giá xe cho về dòng xe VinFast VF5. Chiếc xe VinFast VF5 mới được công bố về giá xe cũng như là đặt các đơn hàng anh em nhé. Vậy thì giá cả như nào cho chiếc xe VinFast VF5 thì em sẽ giới thiệu cho anh em một cách chi tiết có thể. Còn chưa đăng ký kênh của em thì anh em hãy đăng ký kênh của em, bởi vì kênh xe tư giờ của em chuyên về giá xe, tổng ăn bánh và các chương trình khuyến mại ạ. Ok, xin phép được đi vào vấn đề chính. Đầu tiên giới thiệu cho anh em về một giá xe của chiếc xe VinFast VF5. Đó, một bản duy nhất anh em, với giá bản đồ gọi là bản Plus ạ. Chiếc xe này thì đang bán song song là có pin và không có pin. Không pin tức là thuê pin đấy ạ. Đầu tiên sẽ giới thiệu cho anh em về chiếc xe VinFast VF5 bản thuê pin anh em nhé. Với giá niết của chiếc xe này thì đang là 458 triệu rồi ạ. Nếu anh em đặt cọc trong thời điểm này thì sẽ là ưu đãi cho anh em, là giảm giá cho anh em là 30 triệu tiền mặt em nhé. Chiếc xe VF5 bản Plus này, thời gian giao xe dự kiến nó rơi tầm khoảng tháng 4 năm 2023 nhé. Thời gian ưu đãi thì nó tới là ngày mùng 10 tháng 1 năm 2023 thôi ạ. Còn nếu mà anh em mà đặt cọc 20 triệu thì sẽ được là ưu đãi là 30 triệu tiền mặt. Còn nếu mà anh em mà đặt cọc 10 triệu thì anh em sẽ được ưu đãi là 20 triệu tiền mặt nhé. Vậy thì chiếc xe VinFast VF5 bản Plus này là mới nổi đang là 454 triệu. Còn ở tỉnh thì đang là 434 triệu. Và ở thành phố Hồ Chí Minh thì đang là 454 triệu ạ. Còn đối với trả góp ở Hà Nội thì đang là 118 triệu. Tỉnh thì chỉ có 98 triệu thôi ạ. Và ở thành phố Hồ Chí Minh thì đang là 118 triệu ạ. Chiếc xe VinFast ô tô điện thì nó sẽ được hỗ trợ thuế 0% nhé. Còn một giá tốt hơn, khuyến mại như nào, thời gian giao ra sao thì anh em có điện cho em hoặc nhắn tin Zalo cho em. Chắc chắn với em giá đấy sẽ là tốt nhất thị trường nhé. Tiếp theo giới thiệu cho em về một chiếc xe VinFast VF5 bản Plus, bản có pin ạ. Với giá niết của chiếc xe này đang là 538 triệu ạ. Tức là giá trị của pin là 80 triệu đồng nhé. Sang đặt, nếu anh em đặt thời điểm này là cọc 20 triệu thì sẽ được ưu đãi là 30 triệu, giá bán chỉ còn với giá đang là 508 triệu thôi ạ. Vậy thì chiếc xe VinFast VF5 bản Plus, bản có pin này là mới nổi đang là 534 triệu. Còn ở tỉnh thì là 514 triệu. Và ở thành phố Hồ Chí Minh thì là 534 triệu ạ. Và đối trả góp ở Hà Nội thì đang là 135 triệu. Tỉnh thì là 115 triệu. Và ở thành phố Hồ Chí Minh thì đang là 135 triệu ạ. Ở dưới phần mô tả em có một đường link, đó chính là đường link về nhận báo giá. Anh em muốn gửi về giá xe, tổng ăn bánh, chương trình khuyến mại, trả thẳng trả góp, lãi suất hành như nào thì anh em điền tin như tên, địa chỉ, số điện thoại, loại xe quan tâm, hình thức trả thẳng trả góp để lại thông tin chi tiết nhất, cụ thể nhất và chính xác nhất ạ. Ok, vậy do này em đã giới thiệu cho anh em giá xe cũng như tổng ăn bánh cho chiếc xe VinFast VF5 cho bản có pin và bản thuê pin ạ. Rất là chi tiết cụ thể rồi. Bây giờ này xin phép em sẽ dừng video đây. Anh em có thấy hay thì bấm like, đăng ký kênh em nhé, để em sẽ cập nhật về giá xe trong mỗi dòng xe của VinFast cũng như các xe khác nhau để cho sự lựa chọn tài chính của mình tốt nhất ạ. Ok, xin phép em sẽ dừng video đây. Chúc anh em một ngày vui vẻ và nhiều sức khỏe. Cảm ơn em đã xem video này các bạn ạ.